một căn nhà mặt tiền đối diện trường học và một căn nhà có chiều ngang 6m và chiều sâu lên tới 45,50 273m2, mặt tiền đối diện cổng trường học. Vị trí kinh doanh cực đẹp, trục đường thông, hiện tại đang cho thuê làm tiệm cơm chay. Với chiều ngang đất là 6m và chiều sâu là 45,5m, ở phía sau có một dãy trọ và phía trước là một kiosk một trệt một lửng đang kinh doanh tiệm cơm chay. Vị trí của căn nhà tọa lạc tại một khu dân cư lớn thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, với trục đường phía trước mặt tiền nối thông với những trục đường lớn trong khu vực như là trục đường quốc lộ 13, trục đường cao tốc Tân Vạn, trục đường Thủ Khoa Huân. Với mật độ dân cư cao, sinh viên, công nhân viên sinh sống và làm việc ở đây rất là đông. Mật độ dân cư cao cho nên là mặt tiền vị trí này thì kinh doanh được rất nhiều ngành nghề và có thể mua đầu tư cho thuê hoặc là trực tiếp xây dựng kinh doanh. Một vị trí đẹp cho đầu tư với mức giá chỉ có 6.700.000 đồng. Mức giá này còn thương lượng thêm với chủ nhà. Một căn nhà vị trí mặt tiền đẹp mua để đầu tư hoặc cho thuê kinh doanh cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ tiềm năng. Và hiện tại nhà đất Bảo Hoàng đang nhận rất nhiều những sản phẩm từ chủ nhà với mức giá đầu tư cực tốt, vị trí đẹp, diện tích lớn tại thị trường bất động sản Thủ Đức, các thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Vì vậy nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu muốn sở hữu một sản phẩm với mức giá đầu tư, vị trí đẹp, diện tích lớn thì hãy liên hệ sớm cho Bảo Hoàng hoặc inbox tại phần bình luận của video. Xin chân thành cảm ơn.